Chào anh em cô chú, nay là ngày 3 tháng 3 2022 anh em cô chú ơi. Mình chuyên mua bán đồ Honda xe đạp ở gần chợ Đê Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại là 0918 104045, 45 có Zalo luôn anh em cô chú. Chúc anh em cô chú luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, làm ăn phát tài anh em cô chú ơi. Quay trở lại mình rã cái máy full 1. Còn sạch sẽ sáng sủa anh em cô chú. Mà điều máy này nó không biết ra tông nó làm sao để tháo ra, chút nữa tháo ra để quay cho anh em cô chú xem kỹ. Cái đầu này có chạm rồi, nhưng mà nó ở ngoài bắt thì ta chạm khéo. Ta chạm khéo không có thấy, nhìn người ta gửi vô người ta nói mình là máy chưa rớt đâu. Chứ mình mua nhưng mà theo mình thì máy này rớt rồi quá anh em ơi. Quá đẹp nhưng mà nghĩ nè. Nhưng mà nghĩ nó có sơ sót chút xíu nào đó, cái kèo. Cái kèo có rớt rồi. Rút kèo à. Rút kèo ra là có rớt chứ viên đâu có kèo. Ron à. Thấy ron mấy cái nắp này thấy chưa rớt. Rồi. Cái màu, cái nước da màu nhôm còn tuyệt đẹp hết anh em chú, bình xăng con cực kỳ đã không? Hết lần cái bình xăng con. Bình xăng con co bao tử luôn, giá 1.200.000 anh em cô chú. Quay một vòng cho anh em cô chú coi cái là mình sẽ tháo cái máy này ra. Anh em cô chú đón xem. Cục đề này lai nè. Đề lai, đề tâm 10 lai. Ba nắp rin, sơn rin nè, thiệt đẹp nha anh em cô chú. Đầu đó. Con cái lá gió này bị rớt cắn mẻ còn đẹp, lá cờ đâu còn luôn nè, cúc đẹp và nóng luôn nè. Rồi tạm biệt anh em cô chú, mình sẽ tiếp tục tháo cái máy này xong quay tiếp cho anh em cô chú xem. Rồi chào anh em, giờ quay trở lại cái máy Future 1 rã xong anh em cô chú ơi, với nó nó cháy nổ một số gấp cạc te với bộ đĩa với đồng hồ với cản với bô. Cái này là anh kia anh chốt rồi mà lý do chắc là Ukraine với Nga nó quánh nhau mà sao mà nó dựng chiến bay hay sao mà ổng không thể nào chuyển đồ đi được ông hồi. Giờ quay trở lại bán tiếp cho anh em cô chú. Thấy không? Chốt đã giờ bỏ lại mà hên ổng bỏ mấy cái món đồ đẹp không à. Rồi đồ đi giờ bãi về nó bình thường, nói cái đồ này nó có duyên với anh em cô chú nào có duyên là nó sẽ anh em cô chú sở hữu nó, chứ giờ khi mua trước chứ chưa chắc gì được. Những người mua sau vậy chứ họ mua được coi vậy chứ đâu phải dễ dễ ăn đâu. Thế anh em cô chú vậy nói đường tới dẫn tới thành công thì dễ gì có hoa hồng với thảm đỏ cho mình bước. Phải như những lượt like của anh em cô chú là giống như những cái bông hồng. Còn những cái lượt đăng ký là giống như những cái mảnh thảm nha. Còn những cái lượt comment là giống như cái những thùng nước tưới cho hoa hồng nó tươi. Những like, đăng ký, comment những hoa hồng, những thảm đỏ để mình đạt được cái cột mốc 10.000 người đăng ký tạm gọi là thành công. Yeah. Cho nên cảm ơn anh em cô chú đã like, đã đăng ký kênh cho mình suốt thời gian qua. Bây giờ là anh em cô chú. Bây giờ này giá 1.200.000 nè anh em ơi. Thấy nó kêu gì hết à. Thường thường gen rin là nó dễ, nó chưa có ép. Còn rin gen 110 Future 1 của Thái. Được 200.000. Còn cái nhông này ngoài nữa chứ. Nếu mà được 10.000 người đăng ký thì tạm gọi đó là thành công hết anh em cô chú. Cho nên lúc đó mới có hoa hồng, mới có thảm đỏ đó. Chứ còn bây giờ trong gai không à.
Rồi. Rồi 1.200.000 cho cây dên tâm 10 còn cực kỳ đẹp. Nó vậy đó, nó cũng rơ rơ lọc lọc vậy đó nha anh em. Nhưng mà không có kêu, trong xe không có kêu im re. Gõ gì? Gõ gì lúc nào nó cũng nhẹ nhẹ như mấy cây dên đời 2008, 2016 không nó cũng vậy. Đây tiếp theo bình xăng con nè anh em ơi. Quay khá đẹp ha, găng ti nhuyễn dư luôn ha. Sơn bạch tí còn không chảy xăng dư, găng ti nhuyễn trắng tươi luôn. 1.200.000 luôn anh em ơi. 1.200.000 bên xăng phưu 1. Đẹp cực kỳ luôn, bao tử co luôn. Tái ga thì chưa có thấy mòn mỏi gì, không có dấu gì hết, khỏi coi anh em ơi, mấy đồ đẹp mà không có coi, còn coi là coi những cái xấu rồi, cho anh em cân nhắc. Bê tông nó đâu có mòn gì đâu, coi làm chi nữa. Nhà lốc này cũng cực kỳ đẹp luôn, chưa có sơ mi con nào hết. Ốc xả nhớt mà. Chính theo ốc xả nhớt. KFNL từ 1. Anh em KFNL từ 1. Rồi giá cũng 1.200.000 luôn, nước da còn đẹp ha. Còn cái chất nhôm zin nó còn ánh lên chưa có rỗ. Dưới này mà chưa rỗ, con xe này cũng ít đi. Ủ đề. Đề này hiệu gì không biết, lạ lắm anh em ơi. Nó bán chạy nè, cho anh em 100.000. Đề đang đề ngọt ngào ngon lành nha. Thà bán lầm chứ không để anh em lầm, bán 200-300.000 chạy gì ai mua. Bán 150 cũng được, tại đây bán 100.000 đó cho anh em chịu tiền ship, xài chơi mấy xe dốc dốc về Trung Quốc mà. Rồi, tiếp theo bộ số nữa anh em ơi. Số đẹp anh em ơi, bộ máy tinh. Số này không hú hí gì hết. Đã. Lấy cái nét gần cái cho anh em xem số. Bán bộ số này U1 này giá 600.000 thôi. Lấy nét gần cho anh em coi. Lấy cận cảnh nè anh em, xem cho rõ, nó chưa có mọt mẹt gì hết á. Chạy chưa hú á. Xài ngon số quay A nha anh em. Anh em nào cài ải rồi đi kéo ba gác rồi đi chở nặng đồ là đi đèo dốc đồ ở ngoài miền Trung ngoài là quốc bộ này xài đã đời luôn. 600.000 bạc cái cốt nhông chưa mòn gì hết nha anh em, chưa biến dạng. Xe này coi vậy chứ chưa chạy nhiều á. Nó cháy nổ và cái đầu lồng với nồi, đầu lồng đó là do cái nhiều khi người ta bỏ thợ làm, mấy anh thợ anh muốn làm cho ngon cho tốt thì anh làm sớm chứ, tại người ta kỹ, người ta bằng cái xe này nếu chưa kỹ có thể chưa rớt đầu được, cốt nhông chạy về đầu cổ nhầm nhò gì đâu anh em. Thủy Nguyên hồi xưa dân mình đây có khi mới mua xe về đi dán nồi luôn, chưa thời thập cổ lai hy đó, mình chưa có rành, bà con mình chưa chạy xe chưa quen. Giờ nghĩ ra tiếc, xe chạy cả 50-60.000 mấy dán nồi đó, mới mua về tông xưởng về luôn anh em, về là cái nhà cái là bỏ vô thợ dán nồi thay nhớt rút câm đồ lại thay nhông xe dĩa luôn chứ. Thế anh em mấy người có tiền đó là vậy không á, làm cho chắc ăn là ta kỹ mà ta tính ta xài ta đâu sợ mất giá trị. Rồi bộ số 600.000. Rồi bộ nắp, bộ ba nắp này giá 650.000 mà phải bán 600.000 thôi cho mau nè anh em ơi, nhanh tay sở hữu bộ này. 600.000 chữ công, nước sơn riêng,
nhiều món đồ mình biết mình bán giá cao hơn nữa, anh em cô chú cũng vẫn mua đó, nhưng mà không bán, bán vậy à, bán có lời cũng không có động lực để làm kênh rồi quay YouTube rồi quay video rồi đăng cho anh em cô chú xem giải trí chứ. Như mấy cái bộ nồi đẹp người ta nói 2 triệu người ta vẫn mua nhưng mà bán tiểu quải. Có anh em nói để tôi 2 triệu đâu mà lỡ hứa tiểu quải rồi. Biết bán 2 triệu người ta mua nhưng mà mình thấy bán tiểu quải mình có lời anh em ơi. Làm nhiều xe nhiều chiếc. Sau này bán lỡ mấy món nào quay sơ sót nên ta thông cảm lại mình. Đời có qua có lợi. Rồi bộ này cực kỳ đẹp ha, nước sơn chỗ này nó hơi nám nám vậy nè, tóc tóc. Còn mấy chỗ kia tuyệt vời. 600 ngàn anh em, bộ 3 nắp. Tiếp theo đây là cái bộ ốc. Nó bỏ 4 cây ốc đầu với 4 cái bù gông này ra đi bán cho anh em vui vẻ. Nguyên cái dàn ốc mái. Mái còn đẹp lắm nha. Anh em về ngâm dầu đánh cước ra mấy dưới nơi nám nám chứ tên còn trắng. Hết anh em nhiêu đó 400. Nguyên bộ ốc máy với ống sáo càng tăng sen cam. Ủa cái này bán nhanh cho anh với cái bánh này luôn, bán cho anh em là 350 ngàn, phụ tiền ship cho anh em 50. 350 ngàn hết cái đống này nè anh em. Nguyên bộ ốc lục giác, sên cam, bánh là đánh bánh đỡ sên, bạc đạn, ống sáo, càng tăng, bánh lồng, ốc ác gì đâu, lộn xộn đó. Rồi. 350 ngàn. Cặp cốt này, vậy là 300 ngàn. Cốt lò xo khâu. Đó, rồi. Xong thành phần cái máy nha anh em. Còn cái vụ này là cái vụ Ukraine nè, Ukraine nè, nó ảnh hưởng nè cái cảng. Cảm quay sáng giới luôn nha anh em, tuyệt trần luôn, không có chê gì, tinh chưa xi, nước xi rin luôn. Chê là chê chỗ này cái thôi, nó hơi nè, nó hơi mè nhẹ hơn ta chút, không được bóng bằng chỗ ngang không, nhưng không có xếp. Anh em cân nhắc cho kỹ cái đoạn này. Nó dở mộng hay không là cái đoạn này nha. Chưa có vệ sinh nha, chưa chù lao vậy, tháo lao quay luôn nè. Quay xa xa cho anh em ngắm. Lấy gần lấy xa cho kỹ nha, cho anh em cô chú cân nhắc nè. Nghe cái đoạn này dở mộng nè, nó hơi khờn nhẹ đó, nhưng mà nó giá đó, giá này cái cảng này tại chợ Tân Thành mấy bạn mới nói hôm. Nó nhút nhục mới rin mà nó còn tắn luôn là ngoài tiểu anh em. Cái cảng này dày tính anh em 600. Đó, cân nhắc cho kỹ à. Chứ về nói tại bị nè. Xíu vậy đó, ngay tay nắm nó hơi khờn, còn mấy hông chưa có tày trụ gì hết. Không lại. Chưa tày trụ gì luôn. Nắm chút xíu chỗ này. Bát sáng trưng luôn. Trầm cái bát luôn. Rồi 600 ngàn một cái cảng. Tiếp theo một cây bô. Trời ơi cây bô nó đẹp như cây kiếm luôn. Nhưng mà cây kiếm bị gãy. Đây. Không có mớp gì hết nha bà con. Có dấu nhẹ nhẹ gì đấy nè. Đó.
dưới chưa móc mổ mà chưa vệ sinh luôn. Bô này vệ sinh lại đẹp nha, trong dạng hàng VIP à, chứ không phải trắng trẻo như ngọc trinh à, chứ không phải chơi nha. Chùi lại à, thích nè. Cái này vệ sinh mới tinh mà, rửa thuốc là mới tinh. Quay cho anh em cô chú xem nó mộc mạc vậy đó, đồ mộc nó vậy, dễ coi dễ xem dễ mua, mua gì vệ sinh là nó mới. Hàng coi ngay đây, con này cũng mới hàng lần đầu luôn. Rồi, giá cái bô này 700.000 anh em ơi, vệ sinh ra hết chứ không có một xét cái nào hết. Rồi tiếp theo cái gấp dưa bọc sên chất lượng nha, tem nó bóng, cái đèn láp nó chá quá khó đọc cái thông số kỹ thuật của nó. Rồi 2001 nha anh em cô chú, nhút nhột luôn, chưa xét chỗ nào luôn. Công nhận cái đồ xưa nó tốt thiệt, thép nó dữ ha, do xài ấy quá, do người xài quá. Của bền là tại người xài kỹ, công láng linh luôn. Bộ này hàng VIP. Xét thôi chứ chưa lủng nha, tóc sơn. Giá bộ gạt te với gấp này hữu nghị nhất là 700.000 nha anh em, chứ không bớt được nữa anh em, khỏi tả giá cái phần này. Hàng này có người họ chịu mua ở tên rồi, nhưng mà quay lên cho nó công khai. Ai mua trước thì bán trước, chứ bây giờ không có hứa để kéo dài thời gian được nữa. Đây nè, gã xe khác rồi phục vụ anh em cô chú tiếp 201 nè anh em. Chứ mình hứa để hoài bán không được, cái thành ra rã xe nữa nó dồn đồ. Bán cho nó rồi, cái gã tiếp. Hết thế không? Mới tinh luôn anh em ơi. Lưỡng luôn cái bộ này 800, vô nó giá liền để anh em đợi lâu. Heo dầu này nhảy nhẹ nhàng lắm, bữa có thử anh em quay nó nhẹ. Phải người ta nói mua đề là xem đít nè, cái đít chưa ra là đề chất lượng, còn mua xích thì xem đầu. Và cái đầu xích mà ngay cho cái phe mà nó đừng có rơ lỏng là dây xích đó còn ngon, cái phe lỏng le là xích cũ. Còn mua heo dầu là xem khúc giữa hai cái tông đẹp chưa xét, cũng nhảy ngon. Còn mua lửa thì xem cái thớt đề, cái thớt chưa ra là lửa ngon. Còn mua nhớt thì chọn hãng. Bởi vì ta nói của bền tại người, còn hả, xe bền tại nhất, nhất tốt mà xe chạy nó ngon. Chúng mua đồ hả sao? Chúng mua đồ hả? Chúng là gì? Chúng đem lên thấy nó chết. Trời. Chúng là gì? Đâu phải. Cái này quay cho mấy anh em cô chú ta coi à, cái đĩa đẹp nè nè, tông có ba vớ là được, ngày nó còn tinh, xe mới tháo lần đầu. 800.000 bộ này xứng đáng đồng tiền bát gạo nha anh em cô chú. Bộ này mà anh em cô chú về xài nó không ngon là mọi lỗi lầm mình chịu trách nhiệm hết.
test rồi, quá đã. Ở đây gần quốc lộ nó hơi ồn, tiếng xe chạy, mong anh em cô chú thông cảm bỏ qua cái rắc rối này, phiền phức này. Mua đá đây, hai ông đó đánh nhau à, kể ổng mắc mớ liên quan gì tới phụ tùng mình không biết. Nói ra đấy, bữa đó chốt rồi nói ổng nói chốt là móc cu ra đốp, móc củ ra đốp mới được chơi, chơi mà không móc củ ra làm sao mà chơi, không linh. Rồi dưới này nơi vệ sinh phần này hơi xét xét này, nhưng mà cái này xịt dầu vệ sinh lại được, ở trên này không sao, dưới sân riêng mới tinh luôn, thùng xăng này dạng đẹp. $400,000 cái thùng xăng này anh em, nắp thùng báo dây ống dẫn xăng 400, cực kỳ, ống dẻo nhẹo luôn, lược lọc ghiền, ống dẻo nhẹo, chưa có chai. Dục mất cái phe ghiền này uống. $400,000 thùng xăng. Bán cho anh em cái đồng hồ này về gỡ keo lại vẫn đẹp tuyệt vời luôn nha. Kim nhảy đồng đầy đủ mọi chức năng, không thiếu sót món nào hết. Chê chạc chui bọng ngon lành. $400,000 luôn. Hồ này khỏi phải coi, khỏi phải soi luôn nha, đẹp tuyệt vời. Qua hơi dơ chút xíu là dính bụi rồi, còn như mọi chức năng hoạt động tốt, râu ria đàn qua chỗ này hơi răng cái nắp tên này không sao nha, còn như hoàn hảo hết. Rồi 400, anh em nào có duyên chốt cước hồ này nè, chốt cước nè. Đây cặp hộp này 800,000 hết thế đẹp luôn. Để cầm lên cái máy lên mới được anh em cô chú, quá nặng. Tì, trời ơi cái tì đẹp. Anh em nào mua bộ này 8 xị xứng đáng một tiền bác gạo. Chả biết chừng nào hư nổi cặp phục này. Chén tặng chén cổ luôn, tặng dầm cổ tán luôn. Trời ơi, nó mới nè anh em ơi. Rồi, bộ này đẹp quá khỏi soi, chỉ cần nhắc về tài chính thôi nha anh em cô chú. Rồi, clip nó cũng hơi dài rồi, giờ còn hai cái bánh nữa. Quay luôn hai cái bánh nha anh em nào mà coi. Rất rất không có đẹp. Rồi, tháo đĩa ra trời. Giới gì luôn, nó đùm. Bộ câm này có bắt lại rồi. Vỏ còn mới. Đùm ghiên, sơn ghiên, bánh sao ghiên. Đó, cặp bánh với cái cùi dĩa với cái má này. Cái má đĩa đó, cái má gì. Má đĩa, cặp bánh này giá 1 triệu đồng anh em, bán nhanh. Miền gôn si ghiên hết, còn bóng gì giỡn. Nhẹ vậy đó. Rồi, clip nó hơi dài rồi, mong anh em cô chú bấm vô chữ đăng ký màu đỏ ở giữa màn hình á, mé bên tay mặt, với anh em cô chú cho xin một like đó, là nguồn động lực rất lớn, là đường dẫn tới thành công của kênh YouTube của Phụ Tùng Tí Ho. Phải như mình đã từng nói, đường tới thành công thì không có bao giờ có hoa hồng với thảm đỏ rồi. Mà bây giờ xin anh em cô chú một lượt like là giống như một cái bông hồng, một comment giống như một cái thùng nước tưới, một lượt đăng ký giống như từ mảnh thảm mà tháp lại, thì
Thì khi nó tha thiết yêu cầu thay mặt gia đình cảm ơn anh em cô chú suốt thời gian qua. Chào anh em và cô chú.